Thế bà gắn bánh thì nói ôm sùm đó bó tay gắn bánh đi tối về đái luôn. Bây giờ em đứng xe qua bên kia đi, đừng chờ đánh cái đái thôi. Phật ơi là trời bảo vệ, ta còn ngồi nó kìa, mà nghĩ sao mà ngồi nghe cái đó mà lại bè cho. Trời ơi, bảo vệ thì trời, bảo vệ đi. Trời ơi trời, nghĩ sao vậy? Trời ơi trời, chị đẹp tính làm thiệt luôn trời. Ở mấy đá trong quần thôi, về đám à. Mấy trong quần thiệt luôn vậy hả? Ê, tôi mới đưa 20 tệ số, tôi cũng phải quay để tôi làm bằng chứng với trời. Vậy quay số thôi, quay tôi làm gì? Trời ơi. Kìa đi tắm đi, cho 50 ngàn ăn hộp dinh lộn kìa. Rồi đi tắm liền đi. Tắm liền đi, nó mới tin chứ giờ. Đó. Cho 50 ngàn ăn dinh lộn á. Ừ, tắm đi rồi, khán giả cho 50 ngàn hộp dinh lộn kìa. Cho 50 ngàn đây đi về tắm. Ai muốn về đâu. Năm sớm chân anh quay nói chứ. Mà sớm anh đi về đi được ngang. Vậy là chắc Nguyễn Diễm. Nguyễn Diễm thì chắc cũng mới vô kênh theo dõi hay gì rồi. Nói chung là về chị đẹp là rất lâu rồi. Chị Nguyễn Diễm gì đó ơi, mong chị xem video thì chị cũng thông cảm. Đôi khi thì cũng có những cái câu nói chuyện nô đùa vậy đó. Đó. Chứ ở đây không có ý gì hết trơn á. Vậy chắc chị mới vô kênh của em thì chị xem thì chị nói vậy. Không còn màu tím hoa lâu bình. Dòng sông nước chảy con thuyền những nơi xa bờ. Em đâu có nói cái gì đâu. Không thì cũng thông cảm cho chị khán giả đó đi. Chắc là chị mới vô kênh của Thanh Liêm, mình cũng mới vô xem chị đẹp, mà cho nên là thấy Thanh Liêm nói vậy thì nghe hơi kỳ kỳ. Nhưng mà cái đó là thật sự là cũng là những cái lúc mà mình có cái tương tác cho nó vui vui vậy đó cả nhà. Đó, thì em cũng mong chị thông cảm nha. Đó, thì nói chung thì chị có những cái nhận định lại thì em thấy cũng có cái sự tương tác, em cũng cảm ơn chị nhiều. Rồi. Thì sao nói không đi tắm đi vậy? Đi vô trong nghe tắm chứ tắm ở đâu đây? Tắm lại đây đi. Nước đâu tắm? Kìa. Đâu? Đó. Nước đó sao đổ tắm ba. Mắc chung... đáy nữa rồi. Sao nói là gặp tôi không đái ỉa, không ăn đái ỉa không gì trời. Mất đái nè. Mất đái thì chung đái đi. Tôi đái ngay căn chỗ lỗ cống này rồi. Bậy ba không, tự nhiên ta đang ngồi đó kìa lum la trên này đái đâu nghe lỗ cống. Ta ngồi kìa, ta tôi đái kìa tôi chứ mất mới giờ vậy. Trời trời, giỡn hoài. Tự nhiên đưa Nguyễn TV ra cho ta coi luôn à. Chà, cái màn hình này là siêu led luôn rồi nha. Trời ơi, con chim đưa vô trong chứ. Con đưa vô trong chứ, con chim đưa ngoài đó. Ủa lại, bà gắn bánh đi nói ôm sùm đó. Bó tay. Gắn bánh đi tối về đái luôn. Bây giờ em đứng xe qua bên kia đi, con chờ đánh cái đái thôi. Phật ơi là trời bảo vệ, ta còn ngồi nó kìa, mà nghĩ sao mà ngồi nghe cái đó mà lại bè cho. Trời ơi, bảo vệ thì trời, bảo vệ đi. Trời ơi trời. Nghĩ sao vậy? Trời ơi trời, chị đẹp tính làm thiệt luôn trời. Ở mấy đáy trong quần thôi, về tắm à. Mấy quần thiệt luôn vậy hả? Vì chứ mắc đáy lắm, mình đứng đó. Ê chỗ trời. Ta đáy đó, ta đáy, ông đứng quay phim sao ta đáy được. Rồi đáy đi mà, bà ơi, tôi đây tôi quay chỗ khác nè. Làm lẹ lẹ đi. Thiệt. Ê, đáy đi. Đi chỗ khác đáy đi, đừng có đáy ngay đó, người ta cự chết. Ta đáy lũ cống quá, ông cự á. Lũ cống cái gì, lũ cống đi chỗ khác đáy, tự nhiên đáy trong cái khách, cái hàng người ta còn làm. Trời ơi trời. Bạn ơi trời, đẹp chơi thiệt luôn kìa cả nhà ơi. Thôi nha đẹp. Trời ơi trời, đi vô khách đái đi. Cái ông bà ui đi. Người ta kìa, ôi đứng đó luôn. Người ta cái người ta đây. Trời ơi trời, có lại bà tám này luôn, thiệt chơi thiệt luôn trời. Con má phải gặp của mày mệt.
thánh thần thiên địa ơi, rồi ông bảo vệ ông rửa mắt luôn rồi. Bó tay trời, tưởng đâu mới nói chơi mới làm thiệt luôn kìa. Đúng rồi, người cõi trên có khác thiệt chứ. Xong rồi hết thời bảo vệ luôn rồi. Rồi bảo vệ đi khắp mắt rồi. Mình ông không thấy được chứ mà bao nhiêu người ta thấy chứ. Thánh thần ơi trời, mà nghĩ sao mà ngồi ở đây mà đái trời. Trời, ta đái lỗ cống chứ bộ ra lên nhà ta đái sao vậy. Má ơi, bó tay trời. Đúng là thế gian này chỉ có bà đẹp mới làm được cái chuyện này thôi, chứ ngoài ra là không ai làm được chuyện này chứ. Có đái thiệt không bà nội? Cho tôi cũng thấy đái gì chưa à? Trời ơi, móc cổ tay làm gì miếng nè. Rồi trúng chữ luôn chứ đâu. Trời ơi trời. Bó tay. Hỏi em nè, đàn ông con trai mà không có chỗ đái, đái chỗ đó miễn ta không thấy chân trái này, không thấy cua là được rồi. Nó bậy bạ nữa kìa. Bó tay. Anh về xa xứ bỏ quê nhà, mơ lại tình anh bên chiếc cò cả cõi sớm. Mơ lại dòng sông xưa như ai quang cũng tơ lòng, như tiếng lòng chim hết trời đến nhà đâu về. Bao giờ còn anh gian nào gầy, nửa đêm thật giấc anh gói gọn niềm vui. Để giờ đây anh phải xa em rồi, còn đâu bao kỷ niệm bao tháng ngày tình đậm sâu. Đêm dài mơ tiếng hoa lung bình, tình anh nhưng mãi có rồi có được hay không nhỉ? Thôi, tạm ngay à. Rồi kể đi. Rồi sao ông lại dẫn tôi đi ăn thịt lợn rồi nín không đâu? Người ta kêu đi tắm liền mà không thấy tắm người ta ngưng rồi. Vậy chứ ở đây nước đâu tắm. Thì lấy cái gì mới tè ra đó, lấy cái đó xối lên tắm đại đi. Còn đủ đâu tắm lọt chứ chân mẹ nó rồi. Bó tài. Thôi bớt ăn lại chút đi, ủ quá rồi. Bây giờ chưa có ăn gì đau bụng nè. Trời ơi, chưa ăn mà đau bụng ha. Ừ. Chưa ăn mà ăn đóng đồ ở đây kiến nó bu ra nè. Đó. Đóng đồ này của người ta á. Phải à, đúng rồi. Yeah, của người ta, yeah. Giữ. Này. Nói. À, con trai á. Ông biết con trai không? Ok. Nói cảm ơn khán giả đi, khán giả cho 50 ngàn kìa. Thanh kìm. Con trai cỡ này nó hiền lắm. Con trai là ai, có biết ai đâu. Con trai tới rồi nó cũng vô đạp, giò tôi cũng gãy luôn. Con trai á. Dạ chào chị Maria hát nha. Dạ đang ngồi ở đường Lý Thái Tổ nói dài nghe quán Lẩu Thái nè. Nè cũng là 50 cây. Bằng tình bóng người tôi yêu đứng tình đánh bỏ đi xa, mang cả tình tôi giao mang giữa trời đời, không yêu mà đánh lòng
anh đi làm vợ người ta, tám vũ mù băng yêu thì cho người này quên. Mặc bộ đồ này bữa nay mà nó thiệt chứ mà đem vô mà giặt trái nước cốt nó lên chắc là như nước màu luôn quá. Ngày xưa kia ai cũng nói mình đẹp trai hơn sống nhà quê anh nhau mà dạ, chị. Không ngờ để tình xa ta còn tình trái ngơi xa xe hoa đưa em lặng ngỡ ngần là đoàn xe ta tìm hồn ánh sáng ngóng tới đau thương đồng thanh đêm trường đẹp không yêu thương chỉ bằng những mùa sau này xót xa tận đầy vơi lòng này mỗi giây một ngày ngộ mà này không hết cả nhà. Mưa nắng gì cũng vậy, bỏ tay. Tôi sinh ra cười làm vui lòng người, để tình trái ngang, cờ cờ chiếm bao. Rồi sao nữa? Quá nợ. Quên rồi, gắn gặn ra đi. Gắn gặn ra coi. Gặn gây. Ừ, giỏi, 10 điểm. Em nắng ngỡ ngàng là đường sẽ tan tìm hồn anh sang ngọc tới đau thương đồng hành đến trường đừng không nhau thương chỉ bằng những mùa sau này. Đây, cái nhỏ nó đi tới rồi kìa. Đi tới. Xa từng kỷ niệm đầy vật. Ai muốn số không? Kìa mua số tiếp gì đẹp kìa. Năm này mỗi sáng kem trăm mặn ơi. Còn sao nữa? Chỗ ta ca mà nói ta làm mạng vậy? Vừa phải thôi chứ cái gì vậy trời. Rồi ca đi. Mày muốn cái gì? Chỗ người ta lấy ca giờ mày muốn cái gì? Ta đi rồi ông ơi. Ca khúc ở đây đi về coi. Bỏ tủ số bển kìa. Đêm mới khóc nở mình yêu nhau người ta cũng đánh đỡ e lè khi đêm xưa còn tay mà không đợi thấy bỏ lại câu hẹn thề để đợi đây cay đắng và thương đau từng đêm mơ gánh thầu. Rồi sao nữa? Nhớ nước mắt ban đầu để tròn kiếp đi ta. Nữa đi. Thôi nghỉ đi ba ơi. Chưa có tan, nó mới có mới bỏ vô rồi tan đâu rồi tan. Ừ, cảm ơn Thảo hứa. Rồi kể đi. Cái năm trước á, tôi ở trường tôi đi vòng vòng luôn á. Thôi nữa rồi, tào lao nữa rồi đó. Ai mượn hả? Cái năm trước á, tôi ở mà, trường tôi đi vòng vòng luôn. Mà nguyên do gì mà tự nhiên mình làm mình vậy? Vậy chứ bây giờ trời nóng lực quá, nắng cực quá rồi. Không ở trường đi rồi làm sao được. Mặt ơi trời. Cho con phi vậy luôn á hả? Đâu giờ làm lại cái nữa coi. Trời cho thầy cả. Tao còn lại bà. Còn lại bà cũng trốn luôn à. Lại bà bảo buổi này à. Thôi về đi, tôi đi kiếm đồ ăn thôi. Ăn cái gì? Tôi cũng mới nữa. Có tiền là ăn rồi, tao nói bây giờ á là ai? Để tôi đi ăn hủ tiếu. Ăn ngoài chỗ chị Hiếu bà hả nữa phải không? Cái chỗ đằng cua. Ừ. Đúng rồi, mà giờ này chị Hiếu chưa ra đâu, tối một chút. Ai? Gì? Đến đâu từng kỷ niệm đầy vơi
nay lòng mỗi sáng kim chấm bận ngại ơi, lão vẫn rời thái sinh ra cười làm vui lòng người. Chỉ trên thế thôi cuộc tình đắng cay. Quá dữ, 10 điểm. 10 điểm nha. Rồi, thì một lần nữa giờ nè, nhớ lại nè, ngày mai bán vé số, đợi tôi bất cứ giờ nào cũng phải đợi tôi lại. Tôi trễ nhất là 4 giờ 40 là tôi sẽ có mặt ở đây. Cái này là tiền vốn của tôi, là tất nhiên là không được là lấy vé số chỗ người khác. Không được lấy số cũ để lên đây bán luôn, nghe không? Ok. Để cho cô bác anh chị em người ta thương. Đừng có để mà người ta không thương đây, mất cái tình thương ở Long Xuyên này là mệt đó. Cô bác anh chị em trên cộng đồng người ta thương mình thì cũng phải để người ta thương. Dạ, cảm ơn chị Quỳnh Diễm. Cứ bóp cái coi. Bóp cái coi. Mà làm người mẹ cất làm sao yêu thân bóp, tưởng bóp cái gì lắm rồi. Rồi chào khán giả đi. Ông mà bóp cái kia tôi cũng không có cảm giác nữa. Sao vậy? Cái gì ngộ trời. Thiệt dữ luôn hả? Trời ơi, kiểu gì kỳ trời. Dạ thì bây giờ Phan Liêm xin phép được tạm dừng video tại đây quý cô chú anh chị ơi. Cảm ơn quý cô chú anh chị và quý anh chị em đã theo dõi buổi livestream trực tiếp của Thanh Liêm trên Facebook fanpage của Thanh Liêm Long Xuyên Vlog. Dạ, thì một lần nữa cảm ơn cả nhà rất nhiều. Và cả nhà nếu có thương mến Thanh Liêm cũng như chị đẹp đó, hãy để cho Thanh Liêm một lượt đăng ký, theo dõi và like, chia sẻ, ủng hộ giúp cho Thanh Liêm không quý vị. Giờ Thanh Liêm xin phép được đi xuống live để mà về bên bển còn lo cái công việc tủ vé số nữa. Nãy giờ đi gần tiếng đồng hồ rồi bỏ tủ số bên bển á. Giờ em xin phép được dừng video tại đây. Chào tạm biệt cả nhà nha. Hẹn gặp lại cả nhà trong những video tiếp theo nha. Rồi. Thì em cũng xin gửi lời cảm ơn đến tất cả quý anh chị em như Mạnh Thường Quân đã yêu thương chị đẹp, giúp đỡ cho chị đẹp từ trước đến giờ. Và hiện tại bây giờ thì nói chung đó là một lần nữa thì chị Deca cũng đã hỗ trợ cho chị đẹp 20 tệ số vừa rồi đó, với hỗ trợ chỗ ở cho chị đẹp, gán để năn nỉ chị Yến đó, để mong chị thông cảm. Rồi thì bây giờ Thảo Liêm cũng xin phép được dừng video tại đây nha. Tạm biệt cả nhà, cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi nha. Chào tạm biệt.